Hậu Hoàng, Mộ Trưởng Long là cặp đôi được dân tình đẩy thuyền khi lên sóng sau Nhập Ngũ đến nay. Không chỉ các thuyền viên tích cực đẩy thuyền mà đến chính chủ khi được ship đôi cũng liên tục thả thính nhau trên mạng xã hội. Mới đây, cư dân mạng đã đào lại một khoảnh khắc thú vị giữa hai người. Đó là khi trên Instagram cá nhân, Hậu Hoàng đã mở câu hỏi, đăng một tấm ảnh về ba chấm để người hâm mộ cùng đưa ra gợi ý cho mình. Trong đó có rất nhiều yêu cầu liên quan đến Mũ Trưởng Long. Hậu Hoàng rất kiên nhẫn trả lời từng yêu cầu của người hâm mộ liên quan đến Mũ Trưởng Long. Khi thi bức ảnh nhỏ xinh nhìn không rõ mặt mũi, lúc lại bức ảnh siêu to khổng lồ chỉ thấy hai chiếc áo cạnh nhau. Lúc khác người hâm mộ nói thầm thành Mũ Trưởng Long, Hậu Hoàng ngay lập tức cho hay Mũ Trưởng Long của chị đây. Như đó thôi, tuy là úp mở đấy nhưng vẫn đủ khiến người hâm mộ thích thú. Không những thế, YouTuber còn cáp lại hết tất cả những yêu cầu liên quan đến Mũ Trưởng Long, gắn thẻ bài đăng story và hứa hẹn có những bức ảnh đẹp của cô cùng Mũ Trưởng, nhưng đợi đến cuối chương trình sau Nhập Ngũ mới hé lộ. Là hứa hẹn của Hậu Hoang đầy uy tín, nên nhân tình cũng háo hức lắm đây. Không những thế, càng những ngày gần cuối tại sau Nhập Ngũ, Hậu Hoang và Mũ Trưởng Long càng nhiều hay, khiến người hâm mộ cứ mãi háo hức mong chờ.